Thưa quý vị và các bạn, xúc tiến thương mại giữ vai trò quan trọng để hợp tác xã mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm các mối liên doanh, liên kết, giúp các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng lợi nhuận, tạo thêm việc làm cho thành viên và người lao động. Chương trình Kinh tế tập thể hôm nay sẽ phản ánh về những nỗ lực của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong việc hỗ trợ các hợp tác xã xúc tiến thương mại. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin tức đáng chú ý khác. Liên minh Hợp tác xã tỉnh đang tư vấn hỗ trợ 5 hợp tác xã sản xuất sản phẩm thảo dược xây dựng đề tài hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Theo đó, các hợp tác xã sẽ được tư vấn hỗ trợ về xây dựng tem, nhãn mác, mã số, mã vạch, quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm, kết nối sản phẩm với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia. Việc hỗ trợ này với mục tiêu đảm bảo công khai, minh bạch thông tin quá trình sản xuất nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm. Giai đoạn 2013-2021, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Đến hết năm 2021, cả nước có 27.445 hợp tác xã, liên hiệp, hợp tác xã, tăng khoảng 41% so với năm 2013. Số lao động thường xuyên duy trì khoảng 1,1 đến 1,2 triệu lao động một năm. Theo đánh giá của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tác động của dịch COVID-19, khiến hơn 90% hợp tác xã giảm doanh thu và lợi nhuận, hơn 50% tổng số lao động bị cắt giảm, nghỉ việc không lương, song doanh thu bình quân năm 2021 đạt khoảng 4,1 tỷ đồng một hợp tác xã, tăng hơn 400 triệu đồng so với năm 2013. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên tăng từ 31 triệu đồng năm 2013 lên 69 triệu đồng năm 2021. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã triển khai xây dựng và hỗ trợ 11 hợp tác xã về máy móc thiết bị, sản xuất gắn với chuỗi giá trị, mô hình sản xuất mới với tổng kinh phí thực hiện là trên 3,2 tỷ đồng. Đến nay, các hợp tác xã đã từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất, ứng dụng cơ giới hóa chuyên môn vào chế biến, đẩy mạnh hoạt động liên kết, xúc tiến thương mại và đưa ra thị trường các sản phẩm đảm bảo theo chuỗi giá trị. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đang đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước nghiên cứu phân bổ kinh phí để thành lập và đưa vào hoạt động trung tâm có vai trò đầu mối trong hỗ trợ phát triển, nhất là chuyển đổi số cho các hợp tác xã. Đây sẽ là đầu mối, huy động, tập trung và sử dụng các nguồn lực từ trung ương, địa phương và thị trường để hỗ trợ có hiệu quả cho phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại các địa phương. Đặc biệt, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ huy động các nguồn lực phối hợp chặt chẽ với Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh, đẩy mạnh tư vấn hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã về xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ cao, đào tạo nhân lực, vốn tín dụng. Thưa quý vị và các bạn, xác định việc tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, là cầu nối thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng. Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực tham mưu chính sách và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh của các thành viên. Tiền thân là tổ hợp tác dược liệu Hoàng Sơn, xã Ninh Tín, thành phố Ninh Bình. Hợp tác xã Reti được thành lập từ tháng 4 năm 2021 với 39 thành viên tham gia, ngành nghề sản xuất kinh doanh bao gồm trồng chế biến cây dược liệu và hoạt động các dịch vụ nông nghiệp khác. Do đó, hợp tác xã đã liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất, chế biến đến khâu tiêu thụ và quảng bá sản phẩm, tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ, khẳng định được thương hiệu sản phẩm nông sản, dược liệu của hợp tác xã trên thị trường. Cái vấn đề xúc tiến thương mại luôn là cái vấn đề mà đau đáu đối với bất kỳ các hợp tác xã. Thì trong thời gian vừa qua, hợp tác xã RT của chúng tôi thì cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các ban ngành đoàn thể, trong đó có Liên minh Hợp tác xã cũng tổ chức các cái cuộc xúc tiến thương mại, đồng thời cũng hỗ trợ cho hợp tác xã triển khai công việc bán hàng ở trên các sàn thương mại điện tử, đồng thời cũng hỗ trợ cho các cái phần triển khai tự bán hàng ở trên các kênh như website, hỗ trợ phần tiền mềm website, thì từ đó thì giúp hợp tác xã thì cũng rất là đảm bảo cái phần đầu ra của mình. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 440 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó trên 341 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
Thực hiện chuyển đổi và hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012, nhiều hợp tác xã nông nghiệp không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các dịch vụ thủy lợi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mà đã có sản phẩm hàng hóa, mà quy mô chất lượng sản phẩm của các hợp tác xã từng bước được nâng lên, tạo lập và tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị. Các đơn vị đã chú trọng các nguồn lực để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ, trang thiết bị, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, mở rộng thị trường, thu hút tạo việc làm và thu nhập ổn định cho các xã viên và người lao động. Nhờ làm tốt hoạt động xúc tiến thương mại, nhiều mặt hàng trở thành sản phẩm chủ lực của các địa phương như sản phẩm rau củ quả an toàn của Hợp tác xã Nông sản An toàn Đại Hoàng, trạch sụn của Hợp tác xã Cây con đặc sản Yên Hòa, tinh bột nghệ và các sản phẩm dược liệu của Hợp tác xã Dược liệu Yên Sơn, các sản phẩm dê của Hợp tác xã Chăn nuôi dê Ninh Bình, chè Tâm An Nguyên của Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Nông sản Tam Điệp, gà lợn thảo dược của Hợp tác xã Nông sản Hữu Cơ Ninh Bình, mật ong Cúc Phương. Từ ngày thành lập hợp tác xã đến nay thì các cấp chính quyền quan tâm và nhất là liên minh cũng quan tâm là hỗ trợ những cái vấn đề kỹ thuật về thúc đẩy nuôi ong và hỗ trợ về vấn đề kỹ thuật khai thác mật, đặc biệt là liên minh hỗ trợ được cái máy tách lọc thủy phần để đưa đến mật cho sạch mật và tốt mật nhất để phục vụ người tiêu dùng. Thì khi thúc đẩy chất lượng rồi thì chúng tôi cũng đang hướng tới là đẩy mạnh cái vấn đề rằng là tiếp thị quảng bá sản phẩm, giới thiệu sản phẩm cho các cửa hàng cửa hiệu để thúc đẩy về vấn đề tiêu thụ. Với vai trò là cầu nối giữa các hợp tác xã với các tổ chức doanh nghiệp, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường như đưa sản phẩm tiêu biểu, đặc thù của tỉnh, tham dự hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh, tổ chức chương trình kết nối giao thương, tiến hành khảo sát và tổng hợp đăng ký nhu cầu về xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, xuất xứ hàng hóa và xây dựng trang thông tin điện tử cho các hợp tác xã, gửi các cơ quan chuyên quản thực hiện. Tổ chức hội nghị liên kết tiêu thụ sản phẩm và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ với sản phẩm Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận đã triển khai chương trình về kết nối cung cầu, tiêu thụ hàng hóa của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho hợp tác xã, tổ hợp sản xuất theo chuỗi cung ứng, khảo sát và tổng hợp các sản phẩm cần tiêu thụ của các đơn vị thành viên để xây dựng kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã thành viên và cung cấp cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để xây dựng chiến lược tiêu thụ toàn quốc, hỗ trợ 55 hợp tác xã có sản phẩm đưa lên các sàn giao dịch, tạo nên một kênh mới trong tiêu thụ hàng hóa. Để hỗ trợ cho các hợp tác xã trong tiêu thụ sản phẩm, Liên minh đã thành lập cái tổ công tác để hướng dẫn cho các hợp tác xã có nhu cầu đưa sản phẩm của mình lên các cái sàn thương mại điện tử, trong đó là đưa lên các cái sàn như là sàn Postmart của Bưu điện, sàn Vỏ Sò của Bưu chính Viettel và hướng dẫn các hợp tác xã đăng giới thiệu sản phẩm lên cổng thông tin kết nối cung cầu của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Hiện nay, toàn tỉnh có 44 hợp tác xã có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, qua đó mở ra cơ hội phát triển sản xuất, gia tăng giá trị cho nhiều loại sản phẩm địa phương, thúc đẩy sản xuất mở rộng thị trường. Các sản phẩm OCOP được đánh giá có bước tiến về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bao bì, được kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá rộng khắp thị trường trong nước, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực của các hợp tác xã, tạo thế cạnh tranh cho các sản phẩm của tỉnh. Bên cạnh đó, hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, cải tiến, bao bì, nhãn mác, mã số, mã vạch. Đây chính là tiền đề quan trọng để hoạt động xúc tiến thương mại đi vào chiều sâu, theo hướng chuyên nghiệp hóa hơn. Trong những năm vừa qua, thì các hợp tác xã nói chung và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thì mới chú trọng đến sản xuất các sản phẩm hàng hóa của mình, nhưng chưa chú trọng đến cái thương hiệu, nhãn hiệu của sản phẩm mình. Vì thế cho nên là dễ gây ra những cái sản phẩm hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến người tiêu dùng cũng như là mất uy tín của sản xuất. Vì thế cho nên là cái việc mà xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là một việc làm rất là quan trọng để đảm bảo cái người sản xuất ra cái sản phẩm đạt cái tiêu chuẩn và người tiêu dùng cũng sử dụng được cái hàng đảm bảo cái chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Dù đã có các chính sách hỗ trợ nhưng trên thực tế số lượng các đơn vị tiếp cận chương trình xúc tiến thương mại quốc gia vẫn còn hạn chế.
Bên cạnh đó, nhiều hợp tác xã chưa thấy hết được vai trò của hoạt động này trong việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường nên chưa có sự quan tâm hỗ trợ đúng mức. Hơn nữa, các chương trình xúc tiến thương mại được tổ chức chưa thường xuyên, quy mô nhỏ và chưa có chiến lược cho từng ngành hàng, mặt hàng cụ thể. Cũng rất muốn tham gia vào các cái hội chợ và những cái thị trường để quảng bá, nhưng mà điều kiện nói chung là nhiều tôi này chăn nuôi là cũng không được tiếp cận với thị trường cho lắm. Chủ yếu là thị trường truyền thống là chính thôi. Liên minh là coi như cũng có kết nối cho những cái chương trình để bán hàng. Thì nói chung là cũng chưa đi sâu sát sát lắm. Vì cái thứ nhất là điều kiện và thời gian, cái thứ hai nữa là đi lại xa xôi mới được tiếp cận các thị trường như ở các siêu thị ấy thì nó hơi gặp khó khăn. Theo cái nhìn của hợp tác xã thì thấy đang bị vướng mắc ở chỗ là các triển lãm với hội chợ thì thiếu về phần là các triển lãm hội chợ chuyên ngành, dẫn đến là không phân cấp được các nhà sản xuất, người bán hàng và khách hàng. Thứ hai nữa là tần suất, thì quan điểm của tôi thì nên có những chu kỳ nhất định, thì lúc đấy thì sẽ hướng được các tài khách hàng và hướng được nhà sản xuất sẽ chú tâm để tâm đến cái chu kỳ của cái hội chợ triển lãm mình hơn, để lúc đấy là giúp các cái hội chợ và triển lãm có chiều sâu hơn. Trong thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò hoạt động xúc tiến thương mại đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo sự chủ động và tích cực trong việc tham gia của các hợp tác xã, đồng thời thường xuyên khảo sát đánh giá quy mô, năng lực các đơn vị để có thông tin làm cơ sở dữ liệu phục vụ cho quá trình tư vấn, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Bản thân các hợp tác xã cũng cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng mẫu mã, chủ động hình thành các khu vực sản xuất tập trung có chất lượng đồng nhất và năng động trong tìm đầu ra cho sản phẩm. Chuyên mục Kinh tế tập thể hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.